Bạn và chúng ta cùng du hành vào vũ trụ tri thức xinh đẹp, thế giới diệu kỳ. Tập 79, Cá voi mắc cạn. Willy, cậu chắc là cái này sẽ hiệu quả chứ? Chắc chắn mà, tin tớ đi Blanca, tớ là bậc thầy trong việc này đấy, xem mà học hỏi này. Nhưng thậm chí, cậu còn chưa gắn mồi vào lưỡi câu mà. Ồ, quên mất. Nhưng đây là một phương pháp mới của tớ đấy. Hử, phương pháp gì cơ? Thôi bỏ đi, làm theo phương pháp cũ vẫn hay hơn. Mình không thể để cậu ấy phát hiện ra được. Giờ thì được rồi, vụ bắt một con cá to thôi. Willy, lâu lắm rồi đấy, cậu đã câu được con cá nào chưa? Bình tĩnh đi, tớ sắp câu được rồi. Đó là gì vậy? Nhìn kìa, Willy, cá voi kìa. Hả? Cá voi? Blanca, cậu có tin được không? Là cá voi thật kìa. Tớ biết, không thể tin được. Này, nhìn kìa, chúng đang bơi về phía chúng ta. Đúng thật ha. Cậu có nghĩ rằng chúng bơi qua và nuốt chửng chúng ta không? Bình tĩnh đi Willy, theo tớ được biết, cá voi là loài động vật có vú hiền lành. Nhìn kìa. Đây là cảnh tượng ngoạn mục nhất mà tớ từng thấy. Đúng, chuyện này mà kể ra chắc chẳng ai tin đâu. Blanca, Willy, Blanca, thuyền của chúng ta bị làm sao thế? Tớ không biết nữa. Có vẻ như có thứ gì đó đang kéo con thuyền về phía trước. Có khi nào là người cá không? Tớ nghĩ chắc không phải đâu. Là cá voi. Hay quá, chúng ta bắt được một con cá voi. Nhờ sự thông minh của tớ mới bắt được nó đấy. Không phải, là nhờ kết hợp sự thông minh khéo léo của chúng ta. Công của tớ hết, chúng ta đều có công mà. Không, của tớ, đừng ích kỷ thế Willy. Là của tớ hết, của tớ, của tớ, của tớ. Nhìn kìa, Blanca, con cá voi sẽ kéo chúng ta lên bãi biển. Thuyền của chúng ta đâm vào đâu à? Blanca, Blanca, mau tỉnh lại. Blanca, nhìn kìa. Có chuyện gì thế? Cá voi lên bờ sao? Mấy tên to lớn các người định xâm chiếm mặt đất đúng không? Tớ không nghĩ vậy. Chúng là động vật biển. Tại sao lại rời biển? Chúng sẽ không sống được nếu không có nước. Không có gì là không thể. Chắc hẳn chúng đã chán sống ở biển rồi. Nhưng chúng không thể sống nếu không có nước. Chắc phải có nguyên nhân, nhưng không rõ là gì. Blanca, có gì đó không ổn rồi. Trông chúng thật đau đớn. Chúng dường như không có âm mưu gì cả. Có lẽ là vậy. Trông chúng thật tội nghiệp. Chúng sẽ chết sao? Chúng ta phải mau đưa chúng trở lại biển thôi. Được thôi. Không nhúc nhích tí nào. Trời ngày càng nóng, cá voi sẽ chết mất. Chúng ta phải mau làm gì đó thôi. Willy, buộc xong rồi, kéo đi thôi. Được rồi. Tạm biệt anh bạn nhé.
thành công rồi. Cứu tôi với. Sẵn sàng, kéo. Tốt, tốt. Hạ xuống nhé. Thành công rồi, tiếp tục nào. Được rồi. Này, sao lại quay lại thế? Mọi cố gắng thành vô ích rồi. Chúng ta đã bỏ cả ngày mà chẳng được gì cả. Những con cá voi tội nghiệp đang chết dần. Vậy mà chúng ta chẳng làm được gì. Hả? Blanca, nhìn kìa. Mau tới xem đi. Ừ. Này, nhìn kìa, chúng đang rời đi. Thủy triều lên cao quá. Đúng thế. Nhưng sao tự nhiên chúng lại tự rời đi được nhỉ? Lạ thật. Để tớ tìm hiểu xem sao. Thay đổi từ trường trong nước biển khiến cá voi mất khả năng định hướng, vì vậy mà chúng bị mắc cạn. Khi thủy triều lên, từ trường thay đổi trở lại bình thường, những con cá voi có thể nhận ra đường quay trở lại biển. Ồ, tớ hiểu rồi, đó là lý do tại sao chúng ta không thể bắt chúng trở lại biển được. Ừ.